Thưa quý vị, sau khi cùng đồng bọn gây án sát hại người, một người đàn ông ở Hải Phòng đã thay tên đổi họ rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên sau 28 năm trốn truy nã, đối tượng này mới đây đã bị cơ quan công an bắt giữ. Công an thành phố Hải Phòng cho biết đội cảnh sát hình sự công an quận Kiến An vừa bắt thành công hai đối tượng truy nã, đặc biệt trong số đó có một đối tượng bị truy nã về tội sát hại người đã bỏ trốn hơn 28 năm. Cụ thể, trong ngày 15 tháng 12, tại tỉnh Bình Phước, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an quận Kiến An đã bắt được đối tượng Phạm Đức Thắng, 48 tuổi, ở quận Kiến An, có lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng về tội sát hại người vào năm 1994. Theo cơ quan công an, Phạm Đức Thắng đã sử dụng tên họ khác để lẫn trốn hòng qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên qua đấu tranh, Thắng đã khai nhận đúng thân nhân, lai lịch trên và thừa nhận hành vi cùng đồng bọn sát hại người vào năm 1994. Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương, thay tên đổi họ và lẫn trốn hơn 28 năm. Hiện tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an quận Kiến An đã áp giải đối tượng về bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng. Thực tế cho thấy, hầu hết các đối tượng trốn lệnh truy nã lâu năm bị phát hiện, bắt giữ đều nghĩ rằng đã có cuộc sống yên ổn và có lẽ tội lỗi của mình gây ra sẽ bị chôn vùi theo thời gian. Nhưng các đối tượng bị truy nã đâu nghĩ rằng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, nên dù đối tượng truy nã có dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như thay đổi tên họ, di chuyển nhiều nơi để lẫn trốn hàng chục năm nay hay hơn 20 năm thì vẫn bị lực lượng công an phát hiện.